Diego Maradona lừng danh một thửa, được người dân Argentina tôn sùng như đấng cứu thế, gọi là Thánh Diego. Nhưng ông chưa từng vô địch Copa America. Pele được mệnh danh là vua bóng đá, 3 lần vô địch World Cup cùng Brazil, nhưng chưa từng chơi bóng tại châu Âu. Ronaldo Nazario là người ngoài hành tinh, có gần như tất cả mọi danh hiệu, trừ Champions League. Zinedine Zidane có mọi danh hiệu tập thể từ World Cup, Euro cho đến Champions League. Ông cũng vinh hạnh được trao quả bóng vàng, nhưng sở hữu số lượng ít hơn so với Lionel Messi và Cristiano Ronaldo. Điểm qua thành tích một số huyền thoại bóng đá để thấy, câu nói, tình chỉ đẹp khi còn dang dở, hay sự nghiệp phải có đôi chút khiếm khuyết mới khiến người ta tiếc nuối mà nhớ mãi, chẳng phải là điều hoang đường. Sự nghiệp cầu thủ hữu hạn, nhỏ bé khi đặt cạnh những vinh quang, cột mốc trùng điệp tồn tại mà lịch sử bóng đá đặt ra để thử thách giới hạn của con người. Messi vì thế cũng không cần chọn bộ danh hiệu để trở nên vĩ đại. Không vô địch World Cup, chàng trai nhỏ bé đến từ vùng quê nghèo Rosario vẫn có một vị trí trang trọng trong ngôi đền của các huyền thoại. Nhưng trên những cung đường cuối cùng dẫn tới đại lộ hoàng hôn sự nghiệp, ánh mắt Messi vẫn nguyên vẹn khát khao. Anh đến Qatar để chinh phục giấc mơ của người Argentina, cũng để điền nốt mảnh ghép cuối cùng trong giấc mơ dang dở của bản thân từ thời nhỏ. Anh cũng như bao cậu bé Argentina khác, luôn ngập lên niềm vui hạnh phúc vô bờ khi được nghe kể về thiên tình sử giữa Argentina, Maradona và World Cup 1986. Và anh cũng như những cầu thủ trẻ của nơi này, luôn khát khao tái hiện kỳ tích của Maradona. Rốt cuộc, anh cũng đã làm được. Anh mang về chiếc cúp Mundial danh giá cho dân tộc bằng những nỗ lực không ngừng. Nhưng điều khiến người xem phải không ngớt tán tụng anh, đó là Messi cứ như thể đi bộ đến chiếc cúp để đoạt lấy nó vậy. Anh rung giữa những biến động trên sân đấu, giữa tâm bình yên và hái lấy quả ngọt sau chót. Nghe có vẻ thật kỳ quặc, một Messi đi bộ để vô địch World Cup, một hình tượng cầu thủ lạc lõng trong thời đại lối chơi tổng lực gegen pressing lên ngôi, và bóng đá dần trở về cuộc đấu đơn thuần của cơ bắp và tốc độ. Pressing hay gây áp lực đồng bộ cả khi có và không có bóng trở thành khái niệm thời thượng. Bayern Munich, Chelsea, Liverpool đã vô địch Champions League bằng những bước chạy dồn dập của cả tập thể. Những cá nhân đi bộ lững thững như Messi tưởng chừng như sẽ bị thải loại ra khỏi dòng chảy của bóng đá theo thời gian. Nhưng không, ở World Cup 2022, người ta nhìn thấy Messi đi bộ thong thả trên những thảm cỏ tại Qatar, nhưng vẫn đủ sức tạo ra cơn ác mộng cho mọi hàng thủ của giải đấu. Anh không lao mình vào những cuộc so kè vai u thịt bắp, đấu cơ trần tục. Anh sống trong tổ kén của bản thân, tự định hình bóng đá bằng nhãn quan của riêng mình. Messi không vội vã. Anh lặng lẽ quan sát, ghi chép và phân tích diễn biến trận đấu bằng tư duy thiên tài, từ đó đưa ra phương án xử lý tốt nhất. Nhờ khối óc nhạy bén, Messi tìm thấy khe hở duy nhất ở hàng phòng ngự của đội Mexico, rồi vung chân dứt điểm chéo góc, đưa trái bóng đi sệt và hiểm, đánh bại biểu tượng World Cup, thủ thành Guillermo Ochoa. Nhờ pha xử lý tinh tế, Messi cứa lòng đưa trái bóng như có mắt xuyên qua hàng thủ của đội Úc để nằm yên vị trong mảnh lưới của Matthew Ryan. Nhờ nhãn quan siêu việt, Messi chọc khe đưa bóng qua hai chân của Nathan Ake, rồi mở ra khoảng trống cho Nahuel Molina sút tung lưới đội Hà Lan. Rồi những pha vặn sườn trung vệ trăm củ Josko Gadio, người trẻ hơn anh đến 15 tuổi, hay đi bóng tinh tế giữa rừng cầu thủ nhanh, khỏe của đội Pháp. Tất cả đều là những khoảnh khắc thiên tài. Nhưng Messi không những thực hiện chúng một lần, mà anh còn lặp đi lặp lại suốt cả kỳ World Cup trên đất Qatar. Không hoa khi nói rằng El Pulga vượt lên cả lực cản của thời gian để trở thành viên kim cương rực rỡ ở độ tuổi hầu hết những bó cơ dẻo dai và bền bỉ nhất đều đã bắt đầu mỏi mệt. Messi đi bộ, chờ đợi đúng khoảnh khắc, đúng vị trí để nhận bóng và tung ra đường truyền hoặc mang đến cơ hội ghi bàn cho các đồng đội. Cậu ấy phân tích tất cả các đối thủ trước mặt mình và tìm ra điểm yếu của họ. Chính điều đó đã làm nên sự khác biệt giữa Messi và phần còn lại. Cựu huấn luyện viên Roberto Moreno của đội tuyển Tây Ban Nha đã chia sẻ như thế về biệt tài đi bộ đá bóng của ngôi sao người Argentina. Huấn luyện viên Luis Van Gaal đã từng nhận định sai lầm về điểm yếu của Messi. Messi là cầu thủ sáng tạo nguy hiểm nhất. Cậu ấy có thể kiến tạo nhiều và tự mình ghi bàn. Nhưng khi họ mất bóng và để đối thủ cầm bóng, Messi không tham gia nhiều vào quá trình phòng ngự. Đây sẽ là cơ hội để chúng tôi khai thác và giành chiến thắng. Dễ hiểu khi Messi tỏ ra giận dữ và có hành động khiêu khích chiến lược gia người Hà Lan sau khi ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0 trong trận. Anh không chỉ muốn chứng minh cho Luis Van Gaal thấy ông đã sai, mà còn muốn chứng minh rằng trong bộ môn thể thao vua, khối óc quan trọng chẳng kém thể chất. Đừng xem thường việc đi bộ, vì những người ít chạy là những người đang bận phải nghĩ nhiều. Khối óc và tư duy có quan trọng thì một cầu thủ nhỏ bé với chiều cao 1m7 và cân nặng 73kg mới có thể vượt lên trên thời đại để phá vỡ những định luật vật lý. Cơ thể của Messi dù nhỏ bé nhưng chứa đựng bên trong hàng triệu tế bào phi phàm cùng những neuron thần kinh kiệt xuất.
Trong đó, hệ thống thần kinh là cây cầu kết nối phần cứng và phần mềm, là chất truyền dẫn giúp phần mềm ra lệnh cho phần cứng. Roberto Moreno, cựu trợ lý của Barca dưới thời của huấn luyện viên Luis Enrique với 3 năm kinh nghiệm làm việc cùng Messi khẳng định, bộ xử lý tín hiệu truyền đi từ não bộ là khác biệt, khiến Messi luôn tìm ra phương án chiến thắng. Ai từng xem phim The Matrix hẳn vẫn nhớ cảnh quay chậm viên đạn bắn ra từ ổ súng, chạy từ từ lướt qua mặt nhân vật chính. Messi là như thế, hình ảnh trong tâm trí của Messi chạy với tốc độ chậm hơn tốc độ thực tế. Messi có thể nhìn thấu đáo mọi việc, đoán trước được tương lai và từ đó đưa ra quyết định nó nhanh hơn đám đông. Khi Messi và Jordi Alba ở thời kỳ đỉnh cao, họ luôn luôn phối hợp theo công thức. Messi đập nhả, Alba chạy chỗ, Messi chọc khe, Alba xuống đáy biên rồi trả ngược. Mọi đội bóng đều biết họ sẽ làm thế, nhưng 100 lần thì 99 lần Messi và Alba vẫn thành công, Moreno giải thích. Vào một buổi tối năm 2015, ông ngồi cạnh một quan chức câu lạc bộ để xem trận đấu giữa Barca và Atletico Madrid ở Camp Nou. Khi trận đấu bắt đầu, vị quan chức ấy nói, "Nào, hãy xem Messi." Đó là một cảnh tượng kỳ lạ sau tiếng còi khai cuộc. Messi chỉ dạo chơi xung quanh hàng phòng ngự của đối thủ và dường như bỏ qua trái bóng. Trong vài phút đầu tiên, anh ấy chỉ đi dạo trên sân. Messi đang xem xét từng cầu thủ đội bạn, vị trí của họ và cách hàng thủ của họ ăn khớp với nhau, Moreno hồi tưởng. Messi mất khoảng 10 phút để đi bộ, để quan sát và ghi nhớ vào bộ nhớ hình ảnh của mình. Ở trận nào anh cũng làm như vậy, giống như một thói quen vậy. Sau từ 5 tới 10 phút, cậu ta có một bản đồ trong mắt và trong não để biết chính xác khoảng trống ở đâu và bức tranh toàn cảnh là gì. Huấn luyện viên Pep Guardiola, vị chiến lược gia đại tài cũng là người khai phá tài năng của Messi từng nói. Đó là những gì mà ký giả Simon Cooper thuật lại trong cuốn sách Lionel Messi và thăng trầm của câu lạc bộ vĩ đại nhất thế giới. Hình ảnh Messi lững thững đi bộ trên sân đã xuất hiện từ lâu, là tấm gương phản chiếu cho sự thay đổi trong tư duy chơi bóng của ngôi sao người Argentina. Anh không còn đi bóng lắt léo, dê dắt qua hết cầu thủ này đến cầu thủ khác với mái tóc lãng tử như thời trẻ. Khi gánh nặng thời gian bắt đầu đè nặng lên đôi chân, Messi thay đổi để thích nghi với thời cuộc. Bản đồ nhiệt tại World Cup cho thấy Messi không bị bó buộc vào vị trí nào. Anh chơi tự do khi tăng tốc, lúc đi bộ, nhưng khi cầm bóng, Messi luôn tạo ra đột biến. Hơn hết, anh có những đồng đội sẵn sàng chết vì anh, sẵn sàng chạy thay phần anh và mở ra những khoảng trống. Messi vì thế có nhiều phương án lựa chọn xử lý thay vì đơn thương độc mã giữa hàng phòng ngự của đối phương như những giải đấu trước. Tuyển Argentina xoay quanh Messi, nhưng đó là sự phụ thuộc cộng sinh. 10 cầu thủ trên sân sẵn sàng hy sinh một phần năng lượng để Messi làm việc khó nhất, nhưng cũng là việc anh có thể làm tốt nhất. Các cầu thủ Argentina nói họ muốn Messi vô địch World Cup hơn là cho mình. Julian Alvarez là cầu thủ thể hiện rõ nhất tinh thần ấy. Có tình huống Messi thay vì chuyền cho Alvarez, anh lại tự sút luôn và bỏ lỡ cơ hội. Thay vì thắc mắc với Messi, Alvarez lập tức vào vị trí, truy đuổi rồi đốn ngã đối thủ để Argentina thoát được pha phản công. Sky Sports thuật lại. Tất cả các tuyển thủ Argentina tại kỳ World Cup vừa qua hiểu rằng chỉ cần họ làm tốt nhiệm vụ, tuyển Argentina sẽ thắng nhờ có những khoảnh khắc thiên tài của Messi. Một thiên tài sẽ dùng đường cọ vẽ lên bầu trời xanh những khoảnh khắc lịch sử vĩnh cửu. Quan trọng hơn cả, Messi không bao giờ dao động trước những khó khăn và có thể trở thành điểm tựa cho họ. El Bunga giờ đã đạt tới tột đỉnh của những vinh quang, nhưng dường như đó là bởi anh không mải mê chạy theo chúng. Trong bài viết nổi tiếng, Messi là một chú chó, nhà báo Hernan Sassiari đã nói về niềm đam mê chơi bóng của Messi thuần khiết và trong lành. Anh đuổi theo trái bóng với niềm vui vô hạn, bị đốn ngã, Messi lại đứng dậy, vấp ngã, lại đứng dậy tiếp. Đã bao lần Messi thất bại tại cấp độ đội tuyển quốc gia, dương mắt nhìn đối thủ nâng cúp hay lướt qua vinh quang trong nỗi nuối tiếc vô hạn. Đã bao lần số phận xô ngã Messi nhưng anh không chọn cách từ bỏ. Siêu sao 35 tuổi hôm nay vẫn cứ chơi bóng như cậu bé gầy gò đến từ Rosario năm nào, vẫn cứ nỗ lực và cống hiến miệt mài trên sân cỏ. Messi không chạy theo vinh quang, mà ngược lại, vinh quang phải tìm đến anh như một chân mệnh thiên tử. Anh xứng đáng là một huyền thoại bất tử của làng túc cầu, một hình mẫu truyền cảm hứng bất tận. Messi chỉ cần đi bộ, nhưng cả thế giới bóng đá phải nằm rạp dưới những bước chân của anh.